Thầy xin hướng dẫn câu số 6, bài tập chương 3 cho các em tham khảo nhé. Thì số hoa mọc trong một chậu cảnh là một biến ngẫu nhiên của luật phân phối Poisson với tham số lambda bằng 3. Người ta chỉ đem bán các chậu cây với số hoa là 2, 3, 4 và 5 hoa. Câu A, tính xác suất để một chậu trong các chậu đem bán có số hoa là 2 hoa, 3 hoa, 4 hoa và 5 hoa. Tính số hoa trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của số hoa của các cái chậu hoa đem bán. Thì độ lệch tiêu chuẩn là mình thường gọi là độ lệch chuẩn đó các em. Thì trước tiên là mình sẽ gọi gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số hoa trên một chậu cây. Thì theo đề bài ta có x có phân phối Poisson có tham số lambda bằng bằng 3. Ở đây nó ghi ghi tham số mi bằng 3. Nhưng bây giờ chúng ta có cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x như thế này. Thì cái này là công thức mình viết lại thôi. Thế thì mình đặt A là biến cố một chậu hoa được đem đi bán, thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất để x nhận giá trị từ 2 đến 5, tức là bằng cái số này. Thì cái này đó là mình bấm máy thôi, bấm máy. Thì đây thì hướng dẫn cách bấm là bấm shift nè, với dấu tổng, dấu tổng là chỗ này, rồi mình bấm e mũ trừ 3, e mũ trừ 3 trước đi. Rồi sau đó cái này mới nhân cho cái phân số này. Phân số này thì nó là 3 3 mũ x chia cho x dư thừa. Và mình lấy x từ 2 đến 5. Thì ra được con số là 0,7169. 0,7169. Bây giờ mình sẽ gọi tiếp y là biến ngẫu nhiên chỉ cái số hoa trên các cái cây, trong một cái cây trên cái chậu mà đem đi bán. Thì mình có cái miền giá trị của y á, là nó chỉ có ba bốn giá trị thôi, 2 3 4 5 ha, tại vì này là chậu đem bán. Bây giờ chúng ta đi tính xác suất để y nhận giá trị này bằng 2. Tính xác suất y nhận giá trị này bằng 2. Y nhận giá trị bằng 2 có nghĩa là trong các cái chậu, tính xác suất để một chậu có 2 bông hoa trong số các chậu đem bán thì y bằng 2, đó chính là xác suất x bằng 2 với điều kiện A. Thì chúng ta tính xác suất để y bằng 2 nè. Xác suất y bằng 2 tức là số cái chậu cây đem bán đó nó có 2 bông hoa với điều kiện là nó được đem đi bán, đúng không? Thì ở đây mình sẽ bằng xác suất x bằng 2. Xác suất x bằng 2. Đó. Chia cho xác suất A, xác suất của biến cố A. Thì xác suất x bằng 2 thì chỗ này nó sẽ là e mũ trừ 3 nhân cho 3 mũ 2 chia 2 dư thừa này. Mình chia cho xác suất của x bằng A tức là 0,7169. Thì cái này mình lấy máy tính mà thầy bấm thử cho các em xem ha. Thì trừ 3 nè, nhân cho nè 3 mũ 2 chia cho 2 dư thừa. Nguyên cái này là xác suất x bằng 2 này mới chia cho 0,7169. Thì nó ra kết quả nên là 0,3125. Và tương tự như vậy thì chúng ta tính xác suất y bằng 3. Y bằng 3. Thì bây giờ đây thầy sửa lại cái số này là số 3 nè. Đó, y bằng 3 là chỗ này là 3 nè. Rồi chỗ này là 3 dư thừa. Đó, thì nó ra cũng kết quả này. Và cái xác suất y bằng 4. Y bằng 4. Tức là chỗ này mình sẽ sửa này thành là số 4. Số 4. Rồi chia cho 4 dư thừa.
thì nó ra kết quả là 0,2344, 2344. Và tương tự như vậy nữa là tính xác suất y bằng 5. Xác suất y bằng 5 thì chỗ này mình sửa thành số 5 thôi. Dưới đây mình cũng sửa thành số 5 luôn. Đấy. Như vậy thì mình đã tính được cái xác suất để mà một chậu đem bán có 2 hoa, 3 hoa, 4 hoa, 5 hoa. Bây giờ mình sẽ tính cái câu B là tính số hoa trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của số hoa của chậu đem bán. Thì từ cái xác suất mình tính ở trên, mình sẽ được cái phân phối xác suất của y như sau. Tại vì y này nó có bốn giá trị nè, 0, 2, 3, 4, 5 nè. Và cái xác suất tương ứng đó ở trên đây mình ghi xuống lại. Như vậy thì để tính cái số hoa trung bình của chậu đem bán, tức là chúng ta tính EI. Thì EI đó thì em sẽ lấy từng cái giá trị của y, em nhân cho xác suất của nó. Thì nó ra được là 3,2031 nè, 2031 là kỳ vọng của y ha, tức là số số hoa trung bình đó. Và để tính cái độ lệch chuẩn của cái số hoa thì mình phải tính phương sai, mà để tính phương sai á, thì mình có cái EI, mình có cái mình tính phương sai thì mình phải tính cái kỳ vọng của y bình phương. Thì các em nhớ cho thầy đó là kỳ vọng công thức tính phương sai là cái gì? Công thức tính phương sai là mình nhớ là thầy nhớ nhắc lại nè. Phương sai thì cái D của y đó. Thì nhắc lại là DI bằng DI nè, thì nó sẽ bằng là E của Y bình phương rồi trừ cho EI đó cả bình phương. Thì nhắc lại công thức này. Bây giờ cái EI bình phương đó, thì cái EI bình phương thì nó sẽ bằng cái gì? Là mình sẽ lấy cái từng cái giá trị của y đó mình bình phương lên nhân xác suất tương ứng của nó. Thì chỗ này mình sẽ có hai bình phương nè, hai bình phương nhân xác suất tương ứng của nó là số này, và ở đây là ba bình phương nè, và tới bốn bình phương, và tới năm bình phương nhân xác suất của nó. Thì nó là 0,1,3279, 1,3279. Và như vậy thì chỗ này mình tính được cái DI. DI thì cái số này đó mình đem đi trừ lấy bằng cái này phải không? Và nên mình đem đi trừ cho cái kỳ vọng của y bình phương á, tức là kỳ vọng 3,2031 bình phương. Thì phương sai nó ra là 1,0681 nè. Rồi sau đó mình lấy cái căn bậc 2 của cái thằng này ra, thì nó ra được cái độ lệch chuẩn sẽ ra độ lệch chuẩn của y. Và như vậy thì mình kết luận là trung bình. Vậy trung bình là số hoa trung bình là
AI bằng 3,2031 và độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là con số này. Tuy nhiên thì mình bỏ khúc giữa đi. Mình ghi cái kết quả thôi.